Bối cảnh Icarus là một biểu tượng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, liên quan đến câu chuyện về Icarus, con trai của Daedalus, một nhà phát minh tài ba. Theo truyền thuyết, để thoát khỏi mê cung do chính mình thiết kế trên đảo Crete, Daedalus đã tạo ra đôi cánh từ lông chim và sáp ong cho mình và con trai. Trước khi bay, ông dặn dò Icarus không bay quá gần mặt trời vì sáp sẽ tan chảy, cũng như không bay quá thấp vì độ ẩm của biển sẽ làm đôi cánh nặng thêm. Tuy nhiên, do kiêu ngạo và say sưa với tự do mới mẻ, Icarus đã bay quá cao, khiến sáp tan chảy và đôi cánh rã ra. Anh rơi xuống biển chết một cách thảm thương. Câu chuyện này là bài học về sự kiêu ngạo, tham vọng quá mức và những hậu quả khi không lắng nghe lời khuyên của những người đi trước. Đầu tiên chúng ta sẽ xem cái bố cục chung, cái bức hình và chúng ta chọn lựa cái điểm tầm mắt cũng như phân bố những đối tượng bố cục bằng những cái hướng hình, những đường biểu trưng hướng hình rất là quan trọng. Sử dụng cái màu ở đây là bài này thầy sẽ sử dụng cái màu dạ, có nghĩa là cái màu phản quang á, nhiều người gọi là phản quang á. Đây là bức tranh rất là nổi tiếng, chúng ta rất là phù hợp dùng nó để mà phân tích những thứ về anatomy ở trong mỹ thuật. Đây cũng là một trong những cái bài chính yếu mà bắt buộc các học viên cái khóa online phải có thực hiện được, tự mình tạo ra và phân tích bố cục tranh gốc cũng như tạo ra một cái phiên bản mới cho nó. Đôi cánh của Icarus. Đó. Bố cục. Hình nhân đang nằm. Đảm bảo anatomy. Và được cảnh của anh ta. Thực hành này chúng ta sẽ học được là cái phương cách phân bố những cái mảng đậm. Cho nên các bạn hãy chú ý các cái vị trí anatomy quan trọng. Ví dụ như là khung xương sườn nè. Không. Là những cái mảng giao nhau các khối hình. Ví dụ cái phần nách, cái phần bả vai, cái cơ bả vai nối với cổ nè. Và cái phần đầu. Anatomy của phần đầu cổ cằm và cái gương mặt liên thông cổ áp xuống mặt nền đực cát, tất cả là một cái hệ thống bố cục chỉnh chu. Các cái bạn mà học master thì cái bài này rất là quan trọng. Các cấp học mỹ thuật thì việc nghiên cứu cái bài này nó là trung tâm để chúng ta hiểu được vừa là các cái phong cách mỹ thuật khác nhau, vừa là về cái quan niệm mỹ học trong lịch sử mỹ thuật. Mà cái sự tranh cãi là không dứt, bởi vì nó cái đẹp á nó không có phải là định nghĩa mà nó là quan niệm. Và anatomy của con người là một hệ thống để chúng ta phân tích cái đẹp một cách khoa học.
các bạn cứ chậm rãi phân tích anatomy và đưa vào những cái kiến giải của riêng mình song song với cái nghiên cứu hình thể của cái bức tranh gốc đôi cánh. Ở đây là thầy đang sử dụng cái màu xanh kết hợp với cái màu hồng dạ quang hiện cái đôi cánh. Thẩm mỹ nghệ thuật. Hình khối và sự chính xác của phối cảnh. Con gà này đặt mua trên mạng, nó dùng để xả xì chết rất là tốt. Nhưng mà có điều là không biết cái chỗ sản xuất này như thế nào, mà con mắt nó bị phai. Mình đã vẽ lại, vẽ mới bằng màu Gilead. Khi các bạn mỏi mà thấy bị xì chết thì bóp để bụp 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 nó căng lên dễ thương lắm. Hãy subscribe ra kênh để biết nhiều cái hay ho đẹp để vui vẻ nhé các bạn.